cái bóng nào. Cầm đây. Rồi hôm nay mình sẽ tô màu đội Pikachu. Pokemon. Con này là con gì quay? Con này là con gì nhớ không? Pikachu. Pikachu. Gầm đôn. Gầm con. Gầm đôn. Gầm đôn. Con chưa có này. Con không nhớ không biết hả? Không. Con này là gì? Gô. Gô. Ít kỳ diệu. Không. Ít kỳ diệu. Ít kỳ diệu. Ừ. Rồi, tô màu thôi. Cái tô màu. Tô con Pikachu đi. Pikachu vậy đâu lắm đó, cái con này nè. Cái này màu gì? Màu cam. Ừ, màu cam. Rồi, bắt đầu. Này cái con màu cam nè. Màu cam này hả? Màu cam này phải chút màu đi nữa. Cho anh chọn cái này nha. Cái con viết kỳ hả? Viết kỳ. Ba chút màu lại. Tốc độ. Chu 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 chu. Đây 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 nè. Ùn. Tốc độ. Nè, gần xong. Chưa, chưa xong nữa. Tốc độ các bạn. Ùn. In. Tôi đi chắc. Ờ, tao đi. Câu rồi, gần xong rồi. Tao phần đuôi. Để mà tô màu đó. Rồi, ngon lành. Rồi, thấy chưa? Tô cái mình phải không ha? Cái đuôi. Cái mình. Cái đuôi trước. Nè, màu cam mà. Cái đuôi trước. Tô không ta lên không đi. Lên là một điểm đó. Đang học dịch đó. Đi học mai mốt là tô lem rồi cô cho ăn học dịch. Vậy? Học dịch là không điểm á. Không phải. Cái gì? Lên chi không? Làm sao? Xáy một chì nữa. Tô lem mà xáy một chì gì? Xáy chì. Không hiểu. Đâu rồi, nguyên công chưa? Chưa, tôi chưa. Anh rút này cho nhỏ. Màu cam này cho nhỏ. Đẹp rồi đó. Có làm đẹp chưa? Thấy chưa? Giờ nói cái này đi ta. Ừ. Ủa khác màu cam đó không đi? Khác. Cái này cam lợt thì phải. Con đậm đó. Lợt con mới đậm đó nè. Đậm nè. Đây lợt nè. Con tô lợt nè. Tiếp tục tô cái chân con khủng long. Bron. Gồng đòn. Ủa khủng long quên đọc rồng mà thầy. Khủng long á. Quên nó gồng đó. Gồng đó nha. Ừ. Hoặc là nhìn thấy tô hoặc là lật là đẹp. Đẹp như cái bẹp. Rồi xong. Tới đây tới cái mình tô màu vàng. Màu vàng. Màu vàng đâu em? Tôi bắt màu vàng đâu em? Kìa. Màu vàng này hả? Màu vàng đâu? Cục ấy hết rồi. Phải chút lên nữa. Tiếp tục chút cái màu vàng lại. Tốc độ. Rồi tháo cái vỏ này luôn. Ai ơi, đổ màu, đổ màu. Đổ màu đó đi ơi, quý vị ơi, đổ màu rồi. Đổ màu đi nha. Đổ màu rồi các bác ơi. Rồi, đổ ra đây đây. À. Tiếp tục. Đây nè. Đây nè nha. Ồ, đẹp luôn. Nhanh nha. Nhanh. Con đục con mắt con, con nhanh dữ. Chịu xong đó. Nhanh nó tốc độ mới nhanh hơn nguyên được. Nhìn nào em chút nè, nhìn màu chút nè. Em đã không, nhìn thấy đã không? Đã. Tôi đã xong rồi đó. Cô là nó lên đi. Cô thì cô là go 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 go. Anh đẹp chân rồi mấy giúp làm. Giải trí bom mà hết sàn. Mắc cần không? Mắc cần. Mắc cần. Để cái tên tôi cái miệng. Còn cái miệng màu đỏ. Có cây đỏ bự bự không em? Thế này. Không hết hả? Phải tô trước đi tao mà tô. Đỏ phải chưa ngon chứ. Chưa ngon cho nó đỏ hồng hồng. Hồng hồng. Đỏ đỏ hồng hồng. Nhìn mặt là muốn chồng. Cái chân cho nó đẹp. Đẹp luôn. Hồng hồng hồng. Rồi tiếp tục. Ờ, tiếp tục con gì đây? Con này con Pikachu. Pikachu màu vàng. Tôi cắt cho màu vàng. Cái này hết máy rồi. Tiếp tục Pikachu. Pikachu ơi. Cưng ở đâu? Chạy ở đây. Chạy. Pikachu mình sẽ chạy rồi. Anh lỡ cự à.
ปิกาจูปิกาจูเอ้ยto mấy cái gì nó cứng ngoài đừng cho nó lan ngoài ngoài hay nè to có kỹ lên to lớp mấy rồi mày dạ lớp sáu vậy lớp sáu sao mày lớp lên lớp sáu đó mới học lớp mầm chưa xong thì lớp sáu lớp sáu hả cha buồn hả mấy tuổi rồi 6 tuổi sao nữa 6 tuổi 6 tuổi học lớp sáu hay luôn 5 tuổi học lớp tăng hay quá xong chưa? Dạ tôi xong chưa? Dạ xong rồi, nửa bên rồi. Tôi cái miệng nữa. Miệng màu đỏ hả? Cái nhìn gì đây ta biết rồi đó. Cái miệng màu gì? Màu đỏ. Chưa tô hả? Tô nè. Tô hai cái má cái miệng đâu? Hai gò má rồi. Chút sơn hai con mắt đó chà. Cái gì? Chút sơn hai con mắt. Không sơn chị. Chút quay gì nữa. Từ từ cái này tô có nửa tiếng đồng hồ xong cái con này nữa cái độ lâu lắc ơi là lâu lắc đó tô này hết nửa hạt màu luôn nguyên tốn á nhiều quá tốn có nửa hạt màu luôn á không phải con Pikachu nữa phải thì con làm đi làm Pikachu không rồi có chơi với cái chung rồi có rồi hả có đồ đẹp quá là đẹp rồi màu cam vậy thì chưa cái đuôi nữa nè còn cái đuôi màu cái đuôi màu cam luôn màu vàng rồi tôi đặc biệt chơi màu cam màu vàng đó đuôi phải ngầu ngầu với cái màu cầu ngầu với cái tuần cầu nó còn mặt màu đỏ lát là màu đỏ luôn đó nè chăng ai chơi con vậy ta tự con làm cái ai đâu chơi con con ếch nữa ếch màu gì quen biết không màu xanh xanh đi chơi á cái này màu hồng nè cái bút sen đó hả bút sen bút theo này còn Pikachu đang tiến hóa cấp 0.1 rồi hồi là tiến hóa chưa tiến hóa nó màu vàng mình tiến hóa 0.1 chắc lên màu cam luôn màu đen hả làm gì ngầu với mày màu đỏ hả màu đỏ đâu mày đưa đỏ coi con lấy nè con tao màu đỏ hả đẹp là đẹp luôn rồi xí màu tròn tròn xí màu tròn tròn như cái má đó thành cái má tròn màu đỏ em đủ ăn cái chung này ta chặt dữ luôn ừ. Ừ. Ừ quá đẹp quá đẹp quá xuất sắc được rồi thấy rồi dữ hơn không ừ tiếp tục con này con này con này màu xanh phải xanh lá cây phải không hồng. Gì con này màu hồng hả hồng hồng đứa ba theo hồng này hồng này phải không dạ. Tiếp tục chuốt tiếp mày này có chuốt này được rồi có chuốt chuốt cái này nè cái này đại cái này có cái này có chuốt cái này nè chuốt nè phúng lên nè giúp giúp này ra cho nó đẹp áo mình từ giấy ra cái đó con phúng mình đi học bữa đó con chạy đi học á nè nuôi nè nó phúng lên nè chuyển đâu rồi áo này nó từ nè vậy nè phúng lên chuyển thiệt là đẹp không đó. Rồi ngọn như đinh luôn
Con ngọn như cái đinh luôn. Nhớ con này màu xanh rồi. Xanh nè, màu xanh nè. Cái đuôi hả? Nè, cái tóc. Nó có biết bị cái chuồng sâu không ta? Biết. Có bị cái chuồng sâu không? Có luôn, có gì cũng có. Ếch, nhái, chuột, rắn, gì cũng có vậy á. Con nào cũng có chưa? Ừ. Có bị cái chuồng nguyên không có à? Đó bị cái chuồng nguyên không? Mày con to đỏ hả? Không, miệng con to mà, miệng con to. Còn lưng con này màu gì đây? Thôi lưng con to gì ba con màu khác, con màu lọ. Ủa? Ủa chà, thôi tiếp theo là con to nào? Cái gì? Con to cái tóc, con này. Rồi, tiếp tục màu xanh, cho màu xanh con Nguyên. Cái á? Xanh trái cây á. Này ha, ừ cái này phải gọt nữa rồi Nguyên ơi. Gọt xài. Gọt cái gọt xài rồi sấy ẻn ẻn ủn ẻn. Nào sấy lên ủn. Cái đó hình sấy nè, ngọn như cái đinh luôn. Đẹp. Đẹp đâu không thấy đường ta. À, tới đâu ơi? Nó dài tới đâu vậy? À, tới đây nè. Khoảng 5 mét rồi. Nó dài 5 mét luôn hả? Dài dữ vậy. Tiếp theo là tôi con mắt của nó mày. Rồi xong rồi đó Nguyên ơi. Cái này màu gì đây? Này màu hồng phải không Nguyên? Nguyên ơi. Tóc sen màu hồng đây màu xanh phải không? Dạ. Dạ hồng nè. Nè có hồng nè. Nè hồng nè có đậm nè. Có đậm nè. Hồng lợt này cho hai màu giống nhau. Tôi con màu đó thôi. Màu nè không nè. Chưa. Cái này xanh chuối nè. Cái gì? Em chuối á. Xanh chuối rồi xanh chuối cho coi. Đó. Đó, đi. Nếu có lộn lộn nguyên cái này màu hồng hết đi ơi. Cũng có một xanh chuối trong đây này nè. Con nhớ có một xanh chuối này, con này nó bung cái ấy giống em nè. Dạ. Bung ấy ngoài đây nè, cái này nguyên á. Có sự lộn lộn nhẹ nhẹ đây là chất quốc. Nó nghịch hết trơn rồi. Rồi này màu gì? Màu xanh lắc, xanh dương, xanh gì ta? Quá rồi. Đưa màu xanh không đi. Màu xanh. Xanh gì? Màu xanh gì tốt con này nè. Xanh ra trời á. Đây, tiếp tục. Cho màu nhọn cũng tô được á. Muốn nhọn thì phải chuốt lên cho nó nhọn. Đưa mặt xanh dương cho ba con ơi. Xanh dương. Đưa nó con này cho nó. Mấy cái nút của con ếch kỳ diệu. Mấy cái lần. Cho nó nổi lên. Đó. Quẹt cái miệng á. Cho nó phải cái miệng đâu. Cái hầu miệng á nè, dưới đây nè. Cho nó đỏ cho nó nổi lên, nổi bật cái miệng lên.
đẹp chưa chưa? Con này đẹp đó. Còn con đây. Con này con rùa à? Rùa tròn. Rùa tròn gì đây? Nó màu rùa gì đâu mày? Chân. Chân này hả? Cái mình đó. Cái đầu chân này hả? Chúng nói con rồi. Có chạy chưa có tròn có mắt à? Tiếp tục là con rùa, rùa phun nước. Có nhớ rùa gọi tên gì không? Lon. 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 Rùa là lon. Rùa nhăn. Đâu phải tên gọi nó. Con rùa này là lon hả? Lon. Giống như con này nè, gọi là răng gì đó. Pikachu. Xong chưa? Ba gần xong đó nha. Ủa thì đuôi màu khác mà. Nè, cái màu này. Giống màu nào? Giống màu khác á. Vậy hả? Vậy lộn màu đó hả? Thôi kệ đi. Chơi cho ngầu luôn đi. Tôi thành bảy sắc cầu vòng luôn rồi. Cừ luôn mấy anh ơi. Cái giò cho màu cam đi. Đúng là rùa. Rùa dữ à. Rùa này tiến hóa cấp 1 quá. Cấp 2 đúng rồi. Ừ, cấp 2 luôn đi, cho lên cấp 2 cho nó lên 7 sắc cầu vòng luôn. Đi em to vậy được. Được. Xong rồi mày, bà xong rồi đó nghe, đẹp rồi đó. Chưa có 1 cam đây. Nè. Xin chào em. Hello, kết thúc video tô màu Pikachu. Ồ, nguyên tô cũng đẹp quá. Nè, chú coi.